Bạn nào theo dõi mình đã lâu thì chắc cũng biết mình gắp Lego cũng hơn cả năm rồi. Và bộ Iron Man cao 1m8 có lẽ là bộ Lego to nhất mà mình từng gắp. Ta nói ở Việt Nam chắc mình là người đầu tiên gắp một bộ to như thế này quá. Và mình cũng đang tìm những bộ mô hình to cao hơn nữa để về gắp thử nhưng mà vẫn chưa có tìm được. Bạn nào biết ở đâu thì chỉ mình với nha. Ngoài bộ người sắt cao gần 2m thì mình còn bộ người sắt cao 73cm nữa. Các bé này thì đều có cùng kích thước với nhau. Nhỏ hơn là các bé cao 55cm. Ngoài ra thì mình còn sưu tầm được các bé Beric trong bộ trò chơi con mực. Còn bộ này là Joker và Queen. Có cả ông già Noel luôn nha. Còn đây là nhân vật tuổi thơ, giống phim hoạt hình cậu bé tay sắt. Bộ này thì mình có được hai phiên bản, đó là phiên bản robot và phiên bản đang sửa chữa. Có cả Luffy nữa nè. Và mình còn sưu tầm được thêm mấy bộ sách Beric nữa. Bên trong thì sẽ có rất nhiều bé Beric tí hon luôn. Và thêm một số bé ở trên kệ nữa. Có rất nhiều bạn kêu mình gáp Gundam thử đi. Nghe nói khá là khó gáp, nhưng mà để mình đặt về và trải nghiệm thử xem sao. Khoan đã, rồi xong luôn. Sao mẹ lại đem đôi giày của con đi giặt? Giày dơ tao đem đi giặt cho, còn la làng gì nữa. Nhưng mà chiều nay con phải mang đi chơi nữa. Bây giờ người ta dùng cái chai này để giặt giày nè mẹ ơi. Đây là chai xịt tạo bọt giặt khô giày. Nhìn trông nó giống như là kem vậy, nhưng mà kem này không có ăn được đâu nha. Còn được tặng kèm cả khăn và bàn chải nữa nè. Cách dùng thì rất là đơn giản. Đầu tiên là xịt bọt lên trên bề mặt cần vệ sinh. Eo ơi, xịt đến đâu là bọt nó nở đến đó. Nhìn trông đã thật. Xịt xong thì chờ khoảng 2 phút. Tiếp theo là dùng bàn chải để chà các vết bẩn, làm thật nhẹ nhàng để tránh hỏng giày nha. Các chỗ bẩn cứng đầu thì mình chà kỹ một tí. Cuối cùng thì dùng khăn lau lại là xong. Wow, nó làm sạch hiệu quả thật sự mấy bạn à. Giờ thì để mình vệ sinh luôn cái chiếc còn lại. Thế là lại có một đôi giày mới. Và mình thấy giày không hề bị ướt luôn nha. Tuy nhiên có những vết ố vàng lâu năm thì em này sẽ không thể làm sạch hoàn toàn được. Ngoài dùng để vệ sinh giày dép thì mấy cái ghế da chỉ cần xịt vài cái rồi lau qua cũng sạch luôn. Tổng kết lại 9 trên 10 nha. Đứa em trai ham chơi. Chuyện là cũng sắp nghỉ Tết rồi, nên thằng em mình nó đòi mua cho nó cái máy chơi game để Tết này nó ở nhà chơi cho đã. Đúng là làm anh khó thật mấy bạn à. Đây là máy chơi game cầm tay tuổi thơ, được thiết kế trông rất là đẹp và nhỏ gọn. Em máy này thì có đến 500 trò lận, tha hồ mà chơi qua Tết luôn. Tuy nhiên mình thấy cũng có một số trò bị lặp lại, nhưng vẫn đảm bảo được đầy đủ tất cả các tựa game ngày xưa mà mình hay chơi. Từ Mario, Concha, bắn xe tăng. Màn hình thì rất là sắc nét nha. Nhìn trông bé bé như này mà âm thanh lại to phết đấy chứ. Em máy này thì sử dụng pin, sạc đầy dùng được khoảng 3 đến 4 tiếng. Ở đây thì còn có một cái tay cầm gầy để mình có thể chơi cùng bạn bè chẳng hạn. Tuy nhiên mình thấy cái phím bấm nó vẫn còn chưa được êm tay cho lắm. Tổng kết sản phẩm 4 sao nha. Bạc Liêu bắn pháo bông rồi mọi người ơi. Chuyện là nghe tin hôm nay Bạc Liêu có tổ chức lễ dạ cổ Hoài Lan và có bắn pháo bông nữa, nên mình cũng hớn hở chạy ra xem. Cái này là mình đi lúc 5 giờ chiều để quay sơ trước cho mấy bạn xem nè, chứ đợi đến tối sợ nó đông quá sẽ khó quay. Ta nói tới 7 giờ tối mới làm lễ mà bây giờ người ta đã đông nghẹt luôn rồi. Sẵn giới thiệu với mấy bạn luôn, đây là quảng trường quê mình. Bạn nào có dịp đặt chân đến đây rồi thì mới thấy nó thật sự rất là lớn và hoành tráng luôn. Đang đi thì mình bắt gặp Chư Bát Giới đi xin cơm chay cho sư phụ. Rồi sao có cả Ngộ Không ở đây? Thế còn sư phụ thì ai bảo vệ? Kiểu này chắc sư phụ lại bị yêu quái bắt nữa quá. Hôm nay thì có rất nhiều tỉnh cùng tham gia. Mỗi tỉnh thì đều mang đến một đặc sản và nét văn hóa riêng của mình. Ví dụ như Phú Yên thì họ mang đến tiết mục biểu diễn đàn đá. Còn đây là Ninh Bình, hình như họ mang đến tiết mục ca trù thì phải. Đường xa giặc diễu đi về có đôi, chứ tới đâu người đứng ta ngồi kia đàn phi hát. Và đây là tỉnh Bạc Liêu quê mình, mấy bạn nghe thử nha. Còn nhiều nét văn hóa nghệ thuật của nhiều tỉnh lắm, nhưng mình không đủ thời gian để quay hết cho mấy bạn xem được. Thật sự mình thấy những nét văn hóa nghệ thuật hay như thế này đang dần bị các bạn trẻ lãng quên luôn á. Rồi sau khi về nhà ăn cơm tắm rửa một cái, quay lại ta nói hết hồn luôn. Người ở đâu mà đông khủng khiếp, mình muốn quay cái sân khấu và đoạn hát khai mạc cho mấy bạn xem, nhưng không thể chen vào được. Lâu lâu đi chơi lễ mình mới nhận ra, con gái Bạc Liêu quê mình xinh dã man. Và đến 9:30 tối thì tiết mục được mong chờ nhất cuối cùng cũng đã đến. Lần trước đề co góc làm việc xong thì có rất nhiều bạn bảo góc làm việc của mình như vậy đã quá là đẹp rồi, không cần phải đề co gì thêm nữa. Nhưng cũng có một số bạn góp ý là nếu đổi qua dùng chuột và bàn phím không dây thì chắc chắn sẽ đẹp và gọn hơn nữa. Nên lần này mình nghe lời mấy bạn thử chuyển qua dùng các thiết bị không dây xem sao. Đầu tiên sẽ là thay thế em chuột cũ bằng một em chuột không dây thiết kế công thái học. Tiếp đến sẽ là một em bàn phím cơ không dây GK65. Em này thì sử dụng Golden Wish và có hỗ trợ hot swap để mấy bạn có thể tự kết tầm theo ý thích riêng của mình. Ngoài kết nối qua Bluetooth thì em này còn có thể kết nối qua cổng USB hay là cáp taxi thì đều được. Các phím của em này thì gõ nghe khá là sướng tai, không có bị quá ồn.
Tuy kết nối không dây nhưng độ phản hồi rất là tốt luôn. Được sử dụng LED Rainbow và có khá nhiều chế độ LED cho mấy bạn lựa chọn. Sạc đầy pin thì dùng được 7 đến 10 ngày. Giờ thì mấy bạn xem thử, nhìn trông có đẹp và gọn hơn chưa? Còn cần decor gì thêm nữa thì góp ý cho mình với nha. Nổi ám ảnh mang tên Wi-Fi. Chuyện là cục Wi-Fi nhà mình thì nó nằm ở phòng khách. Mỗi lần đi ra nhà sau để vệ sinh thì Wi-Fi xuống chỉ còn một vạch, rất là bực mình luôn. Mà mấy bạn cũng hiểu rồi đó, đi vệ sinh thì không thể thiếu Wi-Fi được, nên mình quyết định sắm luôn một bộ mở rộng sóng Wi-Fi không dây. Cách cài đặt thì đơn giản lắm, mấy bạn chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ cắm, tiếp đến là dùng điện thoại để kết nối vào mạng Wi-Fi có tên như này, sau đó thì truy cập vào trình duyệt web và nhập cái dãy số người ta cho sẵn, rồi chọn mở rộng sóng Wi-Fi, cuối cùng thì ấn kết nối là xong. Đấy, nó báo như này là thành công rồi đó. Ngoài kết nối không dây thì mấy bạn cũng có thể kết nối bằng dây nha. Giờ thì mình sẽ đặt nó ở phía sau nhà vệ sinh. Và mình cũng đã có test thử thì thấy Wi-Fi cực kỳ mạnh luôn. Mình còn chơi thử cả game mà vẫn không bị đơ lắc gì cả. Và bài test cuối cùng là mình có đi lên thử tầng 1 thì Wi-Fi xuống chỉ còn một vạch. Theo mình đánh giá thì nó chỉ mạnh nhất ở độ khoảng từ 15 đến 20 mét thôi. Tổng kết sản phẩm 4,5 sao nha. Trang trí cây thông Noel và cái kết, chuyện là cũng sắp đến Giáng sinh rồi, nên mình có mua cây thông về trang trí trong nhà sẵn dùng để sống ảo luôn. Trang trí xong hết rồi, lúc trời sáng thì nhìn thấy cũng ok, nhưng khi lên đèn cho cây thông thì quá là thất vọng luôn, nhìn quả đèn chán thật sự. Trong khi đèn trang trí của người ta nó đỉnh như thế này, người ta có thì mình cũng phải có. Đây là em đèn led dây, một cuộn như này thì dài đến 10 mét lận, bên ngoài được bọc nhựa chống đứt và chống nước tuyệt đối nên rất là an toàn. Có đến hơn 200 hiệu ứng đèn khác nhau, tha hồ cho mấy bạn lựa chọn, điều khiển bằng app hay là bằng remote đều được. Giờ thì để mình gắn lên thử xem có xịn sò như trong quảng cáo không. Wow, công nhận có tí đèn vào nhìn nó xịn sò hơn hẳn. Em đèn này mà để decor trang trí mấy cái góc ở trong nhà là hơi bị đỉnh nha. Eo ơi, ta nói quá trời hiệu ứng đèn, không biết chọn cái nào luôn. Nghĩ sao mà đưa cho tao cái đồng hồ này? Chuyện là mẹ mình đòi cái đồng hồ để có đi đâu xem giờ cho nó tiện, rồi mình mua cho thì lại chê. Mẹ mình khó tánh thật mấy bạn à. Thôi thì mẹ lấy cái đồng hồ của con dùng tạm trước đi. Đây là cái đồng hồ thông minh Phai Bao. Lúc trước mình mua em này đến tặng 2 củ khoai, bây giờ thì nó đã giảm hơn phân nửa luôn. Với màn hình lên đến 1.7 inch và độ sắc nét cao nên mắt mẹ có yếu thì vẫn không sợ nha. Và mẹ có thể nghe gọi, xem các tin nhắn đến một cách dễ dàng thông qua em đồng hồ này. Ngoài ra thì còn có thể theo dõi nhịp tim và đo nồng độ oxy trong máu. Còn có rất nhiều chế độ thể dục thể thao giúp nâng cao sức khỏe. Ở đây thì có rất nhiều mặt đồng hồ để cho mẹ lựa chọn, hay là mẹ có thể sử dụng hình nền của chính mình, và còn rất là nhiều chức năng khác. Ví dụ như báo thức, xem lịch hay là xem thời tiết, có kháng nước IP67 nên mẹ có rửa tay hay đi mưa thì vẫn không sợ nha. Sạc đầy pin thì dùng được khoảng 5 đến 7 ngày. Theo mình thấy thì em đồng hồ thông minh này khá là chất lượng so với tầm giá. Dừng lại, chai nước hoa của mẹ sao mày xịt vô vậy? Con xịt mới có nửa chai chứ nhiều. Khử mùi dày thì người ta phải dùng cái chai này nè. À, thì ra đây là chai xịt khử mùi dày, giúp ngăn ngừa vi khuẩn và mồ hôi chân. Cách dùng thì rất là đơn giản. Đầu tiên là lắc đều lên, sau đó thì lật ngược chai lại và ấn xuống. Wow, mình thấy nó len lỏi qua từng sợi vải luôn. Sẵn bữa nay khử mùi hết mấy đôi giày của mình mới được. Mấy bạn coi cái hơi nó bay lên nè, nhìn trông đã thật sự. Cái mùi hương của nó cũng rất là thơm và dễ chịu luôn. Mình thấy kiểu nó giống như cái mùi hoa hồng á. Mình mang vào thử thì cảm giác mát lạnh cả bàn chân luôn. Bạn nào mà hay bị hôi chân thì nên sắm một chai đi nha. Máy này êm nè. Từ ngày mình sắm cho mẹ cái em máy massage cầm tay này, mẹ mình bảo đỡ nhức mỏi hơn hẳn. Đây là em máy massage cầm tay 3 trong 1, được thiết kế cực kỳ nhỏ gọn, cầm rất là chắc tay. Máy có đến 12 cấp độ và đi kèm 4 đầu massage để giúp mấy bạn có thể massage được ở nhiều vị trí trên cơ thể. Ngoài sử dụng để massage thông thường giúp giảm đau nhức các cơ và phục hồi nhanh chóng, thì em này còn có chức năng chườm nóng. Máy có 3 mức độ nhiệt và chỉ cần mất 5 giây để đạt được mức nhiệt tối đa. Chế độ này sẽ giúp mấy bạn làm giãn các cơ, dây chằng, lưu thông khí huyết. Và cuối cùng là chức năng xung điện, máy sẽ tạo ra những xung điện nhỏ kích thích vào sâu bên trong các bó cơ, giúp làm giảm đau nhức và phục hồi nhanh chóng. Đặc biệt điểm mình rất thích là tính năng cảm ứng lực, khi mấy bạn ấn sâu vào thì lực tác động sẽ mạnh lên gấp 3 lần, phù hợp để massage các bó cơ lớn hoặc cho những người béo hay những bạn tập tạ. Mình nghĩ đây sẽ là một món đồ cực kỳ hữu ích, cần có trong gia đình, một người mua mà cả nhà được dùng. Hôm nay là tròn 1 năm mình làm review trên TikTok rồi mọi người ơi. Và đây là cái đống đồ mình mua sau một thời gian làm việc, bây giờ nó quá là nhiều luôn rồi. À, còn cái đống tai nghe ở đây nữa. Hôm nay mình sẽ tặng lại những chiếc tai nghe này cho 5 bạn đón trúng ngày tháng sinh của mình nhanh nhất. Và nhân dịp tròn 1 năm làm review thì mình còn được Nerman tặng quà nữa, được lấy cảm hứng từ nhân vật Black Panther. Combo sản phẩm gồm một chai sữa tắm 2 trong 1, và mình thấy cái mùi thơm của nó rất là cuốn nha. Rọi xong cái thấy tóc đỡ dầu và mượt hơn hẳn. Đi kèm theo đó là một chai sữa rửa mặt, giúp dưỡng ẩm và làm sạch da khá là tốt. Mấy bạn nam mà chỉ cần dùng combo này là đã có được 7 điểm trong mắt các chị em rồi đó.
Đây là món đồ dành riêng cho mấy bạn đang chống dịch mà vẫn muốn đi bay nha. Wow, mình thấy nó khá là to đấy, không biết có bay lên nổi hay không đây. Một bộ của nó thì có đi kèm cánh máy bay dự phòng và có sẵn pin cho mấy bạn luôn nè. Còn đây là đuôi của máy bay, một bộ điều khiển và chắc chắn là phải có một chiếc máy bay. Cuối cùng là một tờ hướng dẫn. Mình thấy lắp khá là đơn giản, cứ làm theo video là được. Khi lắp xong thì em nó sẽ trông như thế này. Chiều dài của máy bay thì lên đến 75 cm, còn sải cánh là 42, khá to đấy. Tiếp đến thì mình sẽ lắp pin vào và cho cắt cánh thử. À quên, mình nghe nói máy bay này có thể đạt đến độ cao 100 m. Mình không muốn bị mẹ đuổi ra khỏi nhà đâu, nên mình sẽ đi tìm một nơi nào đó rộng rãi hơn để bay cho các bạn xem nha. Sẵn giới thiệu với các bạn luôn, đây là quảng trường của quê mình nha. Alo alo, các hành khách thắt dây an toàn vào nha, do mình chưa có bằng lái máy bay, các bạn thông cảm nha. Nó bay khá là cao đấy các bạn ơi. Tuy nhiên thời gian bay của nó khá là thấp. Sạc đầy pin thì chỉ chơi được 10 phút. Trừ một điểm khuyến cáo là mấy bạn nên tìm chỗ rộng rãi mà chơi nha, vì nó bay khá là cao và xa luôn. Ban đầu thì mình không biết, mình đã cho em đi hơi xa quá. Giờ thì còn mỗi cái này. À nhầm, cái bộ điều khiển.